Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Sau 3 năm nghỉ hưu, cuộc sống của MC Lại Văn Sâm ra sao? Sau khi nghỉ hưu, MC Lại Văn Sâm thỉnh thoảng vẫn góp mặt trong các chương trình truyền hình. Ông dành phần lớn thời gian cho sở thích về bóng đá, gặp gỡ và thăm thú bạn bè, người thân. Nhà báo Lại Văn Sâm sinh ngày 10 tháng 6 năm 1957 tại Phú Thọ. Tên tuổi của ông gắn liền với những chương trình nổi tiếng như Ai là triệu phú, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng. Ngày 5 tháng 10 năm 2008, Lại Văn Sâm được nhận giải thưởng người dẫn chương trình game show được yêu thích nhất của Đài Truyền hình Việt Nam theo kết quả của cuộc bầu chọn do tạp chí truyền hình tổ chức. Năm 2017, Lại Văn Sâm được nhận huân chương lao động hạng nhất. Tháng 7 năm 2017, nhà báo Lại Văn Sâm nghỉ hưu sau 30 năm cống hiến cho VTV. Thời gian này, ông mới bắt đầu sử dụng Facebook để giao lưu với khán giả. Tuy nhiên, không phải vì thế mà nam MC lui vào hậu trường. Ông vẫn đảm nhiệm vai trò người dẫn dắt các chương trình như Mặt trời bé con, Quỳ ông đại chiến, Ký ức vui vẻ, Siêu trí tuệ Việt Nam. Nam MC cũng rất quan tâm tới VTV và góp mặt trong nhiều sự kiện quan trọng của nhà đài. Mới đây, bức ảnh MC Lại Văn Sâm chụp cùng rapper Wowy và còn hài hước nhận đây là người anh em thất lạc của mình khiến khán giả rất thích thú. Điều này cho thấy nam MC vẫn theo dõi rất sát sao các chương trình truyền hình. Với quan niệm, nghỉ hưu tức được là một con người tự do, muốn làm gì thì làm, nên nam MC dành rất nhiều thời gian cho niềm đam mê với bộ môn bóng đá. Ông không chỉ theo dõi phần lớn các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, các giải đấu lớn trên thế giới, mà còn là cổ động viên nhiệt tình của môn thể thao vua. Tháng 9 năm 2019, nam MC có chuyến du lịch tới Anh. Là fan cuồng của đội tuyển Liverpool, Lại Văn Sâm tự mình tìm tới thăm thú sân vận động gắn liền với tên tuổi đội bóng mà mình thần tượng. Bên cạnh đó, nam MC cũng cập nhật những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống của mình. Ông tỏ ra rất vui khi được hội ngộ những người bạn học cùng tại Nga. Một vài khoảnh khắc sum vầy bên gia đình cũng được nam MC chia sẻ với thái độ đầy trân trọng. Ông tiết lộ, bây giờ có đi làm các chương trình bên ngoài thì tôi đều đưa vợ đi cùng. Đi đâu hai vợ chồng cũng đi cùng nhau. Lại Văn Sâm có con trai là đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, hiện đang làm việc tại VTV3, ban sản xuất các chương trình giải trí Đài Truyền hình Việt Nam. Dịp sinh nhật lần thứ 63 của MC Lại Văn Sâm, đông đảo anh em làm việc tại VTV đã tới nhà thăm hỏi, chúc mừng ông. Có thể thấy cuộc sống nghỉ hưu của nam MC kỳ cựu vẫn ngập tràn niềm vui và vô cùng thoải mái, phóng khoáng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.